Xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất Hà Nội. Với cái video này thì Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một dự án rất là mới, 3 căn tại tổ dân phố Quyết Thắng, đường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này thì nó rất là gần cách bến xe Nghĩa, nó chỉ khoảng tầm 1 km thôi mọi người nha. Cách với khu đô thị đô Nghĩa nó chỉ cũng khoảng tầm 1 km. Với cái xung quanh vị trí ngôi nhà này đầy đủ điện tiện ích chợ dân sinh cũng như là những cái tiện ích sinh hoạt. Cách với trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông thì nó khoảng tầm 3,5 km thôi, đi lại rất là gần mọi người ơi. Và với cái thông số nhà này thì hướng nhà là hướng Đông Bắc, diện tích là 36,5m, trên sổ đỏ thiết kế và xây dựng là 4 tầng, ngõ trước nhà 2m2, cách với đường ô tô đi lại 30m quý vị ạ. Căn nhà này ngõ nông, xung quanh đầy đủ tiện ích, đi ra chợ dân sinh thì đi bộ nó chỉ khoảng tầm 100m thôi mọi người ơi, rất là gần. Dự án thì nó có 3 căn mọi người nha, 1, 2 và 3 căn vừa mới hoàn thiện xong. Vừa mới hoàn thiện xong xuôi mọi người ạ. Thì Ngọc Ánh sẽ quay cái căn trong cùng để gửi tới quý vị. Căn này thì là với cái thông số là 36,5m. Đó, hướng Đông Bắc thì cũng rất là mát và cái vị trí thì rất là tiện. Giá chào bán 2 tỷ 290 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Với cái căn nhà này nếu như quý vị anh chị nào mà có tầm tài chính khoảng tầm 700 tới 800 triệu đồng là cũng có thể sở hữu được cho mình cái ngôi nhà đầy đủ cái tiện ích, đầy đủ cái công năng này nha mọi người nha. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ anh chị trong vòng tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm. Với những cái lãi suất ưu đãi nhất từ bên ngân hàng BIDV này, ngân hàng Bưu điện này, Sibank này và một số ngân hàng mà bên Ngọc Ánh thường xuyên liên kết để tạo điều kiện cho khách hàng mua được nhà. Thì đi vào phần chính của ngôi nhà, phần cửa chính của ngôi nhà thì được thiết kế hai lớp cửa. Bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện mọi người nha. Và bên trong là cửa kính cường lực. Mời mọi người theo em vào phần tầng 1 cụ thể của cái ngôi nhà này, xem là cái phần hoàn thiện này nó thiết kế như thế nào. Đây, như mọi người có thể nhìn thấy thì ngoài cái phần cửa chính của ngôi nhà thì chủ đầu tư có lắp thêm một cái cửa sổ nữa ở bên hông đây mọi người ạ. Đó, riêng cái cửa sổ thì cũng được lắp đầy đủ hai lớp cửa, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp, nhôm kính, và bên trong là inox 304. Đấy, đảm bảo cái tính thẩm mỹ cũng như là cái công năng sử dụng. Như trên cái phần hoàn thiện ở trên video mọi người có thể nhìn thấy thì với cái ngôi nhà này, như ông ấy chia sẻ rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Phần hoàn thiện thì gạch lát nền kích thước 60-60 này, trần thạch cao được lắp đặt đầy đủ. Ngoài ra cái phần phòng khách này chủ đầu tư lắp đặt sẵn cho mình một chiếc quạt trần thương hiệu Panasonic rồi mọi người nha. Đó, và ở cái phần phòng khách đây thì quý vị có thể nhìn thấy luôn, chủ đầu tư thiết kế 4 cái bức tranh đơn giản. Thực ra là cái này là tranh dán đó mọi người ạ. Xung quanh thì là trần phào, đó, hợp lý đúng không ạ? Nó chỉ là tranh dán thôi nhưng mà cũng khá là bắt mắt đúng không? Và với cái vị trí, quan trọng là vị trí, nhưng Ánh chia sẻ với mọi người rồi, nói đi thì cứ phải nói lại nhiều, nhưng mà ở tất cả những cái căn nhà tạo nên cái giá cả mà đưa ra thị trường thì chủ đầu tư đều cân nhắc cái vị trí mọi người ạ. Vị trí của cái căn nhà ngõ nông, ngõ sâu, rồi là cái tiện ích sinh hoạt, rồi là cái đường ngõ nó có ok hay không, nó có gần những cái khu vực nào đấy đang cơ sở vật chất hạ tầng phát triển hay không, thì cái giá của nó sẽ nằm ở những cái tính toán đấy. Và cái căn nhà này thì cái giá của nó rất là hợp lý so với mặt bằng của khu vực này hiện tại mọi người nha. Ngõ nông, đường rộng, đi lại hợp lý, cách với bến xe Nghĩa chỉ có 1 cây, rồi là trường mầm non, trường tiểu học gần như là đi bộ được mọi người ạ, rất là tiện. Tiếp theo, mời mọi người theo em vào phía phòng bếp của ngôi nhà. Với cái không gian phòng bếp này cũng nhỏ nhắn xinh xắn thôi đúng không ạ? Nhưng mà đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng. Đấy, chất liệu inox 304, những cái phụ kiện bếp đi kèm đều được lắp đặt đầy đủ này. Chậu rửa, vòi rửa này. Đó. Đây, như mọi người có thể nhìn thấy. Xung quanh bếp thì đã được ốp, kính ốp bếp mọi người ạ. Và mặt bếp thì nó ốp đá đen granite. Đó. Ngoài ra phần tầng 1 của ngôi nhà thì được thiết kế là gồm một phòng vệ sinh nữa. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng đầy đủ cho quý vị một chiếc bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà này. Giá chào bán thì vô cùng hợp lý, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Với những tất cả những căn nhà mà Ngọc Ánh quay lên cho quý khách hàng thì quý khách hàng yên tâm một điều là cái pháp lý giấy tờ sổ đỏ đều được đầy đủ hết rồi mọi người nha. Và căn nhà nào cũng có hỗ trợ về pháp lý là hỗ trợ quý khách hàng vay vốn ngân hàng để có thể sở hữu cho mình cái căn nhà. Tiếp theo, ở cái phần phòng khách ngăn cách với cầu thang thì có một cái vách gỗ CNC ở đây. Quý vị có thể nhìn thấy
cũng là để trang trí và một phần nó cũng là cái phong thủy nữa mọi người ạ. Đó, toàn bộ mặt bậc của bậc cầu thang thì là ốp đá granite, và tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thì sử dụng toàn bộ là gỗ lim Nam Phi. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà để xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào nha. Quý vị ơi, với tầng 2 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh. Thì đây chính là cái căn phòng ngủ ở phía tầng 2 mọi người ạ. Đây, như mọi người có thể quan sát, tất cả Ngọc Ánh đều review nó rất là cẩn thận và nó cũng rất là thực tế nha mọi người, thực tế so với cái ngôi nhà thiết kế như thế nào. Với cái tầng 2 này thì chủ nhà lắp đặt toàn bộ là sàn gỗ. Đó, phòng ngủ sàn gỗ này. Đèn trang trí, đèn led trang trí này. Hệ thống trần thạch cao này theo kiểu giật cấp. Đó. Và có hai cái cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Rất là rộng đúng không ạ? Cửa sổ hướng ra phía bên ngoài đáp ứng cho mọi người là cái phòng nó thoáng, cũng như là đây mọi người có thể nhìn thấy là cái độ an ninh, độ thẩm mỹ cho ngôi nhà rất là đẹp. Đấy. Căn phòng rất là thoáng. Đồng thời phía tầng 2 còn có một phòng vệ sinh rất là rộng đó mọi người ạ. Đây là phần phòng vệ sinh. Thì đầy đủ hệ thống bồn cầu này, hệ thống lavabo bàn đá này, hệ thống sen tắm này và ống chờ dây chờ bình nóng lạnh quý vị nhá. Thì với cái nhà vệ sinh này thì chủ đầu tư toàn bộ là ốp gạch hết lên trên tới tận trần. Đây, quạt hút mùi đây. Với cái màu sắc nhà vệ sinh này cũng rất là đẹp, rất là sạch sẽ mọi người ạ. Cửa thông phòng cũng như cửa nhà vệ sinh thì được chủ đầu tư thiết kế toàn bộ là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Cách âm chống ồn rất là tốt. Đó. Và cái cửa này thì nói thật với mọi người là rất là bền nữa. Đây là phía tầng 2 của ngôi nhà. Vậy thì mời quý vị theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nhá. Với tầng 3 của ngôi nhà thì chủ đầu tư có thiết kế khác biệt một chút mọi người ạ. Với tầng 3 thì thiết kế là hai phòng ngủ. Mời quý vị theo em vào phía phòng ngủ ở trên tầng 3. Đây. Tất cả đều có cửa sổ thông thoáng, ống chờ dây, chờ át, chờ điều hòa. Riêng tầng 3 thì thay thế vào cái sàn gỗ thì chủ đầu tư là thiết kế là gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá mọi người nha. Đó. Và có một cái căn phòng ngủ nữa. Đây. Đây quý vị ạ. Đó. Lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà như thế là đã có 3 phòng ngủ. 3 phòng ngủ riêng biệt rồi nha quý vị. Và cái phía tầng 3 này thì còn có một cái phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Giữa hai phòng ạ. Đây. Để sử dụng, đáp ứng sử dụng cho hai phòng thì đây là cái nhà vệ sinh ở phía tầng 3. Đó. Ngọc Ánh review rất cẩn thận và rất là kỹ lưỡng để quý vị anh chị nào mà chưa đi xem nhà thực tế thì có thể ngắm nghía qua video này. Rất là hợp lý đúng không ạ? Và phần còn lại đó chính là tầng 4 của ngôi nhà. Mời quý vị theo em lên khám phá nó, cái tầng cuối cùng của ngôi nhà nha. Bước chân lên phía tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây ngập tràn ánh sáng mọi người ạ. Bởi vì có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Và trên tầng 4 thì chủ đầu tư thiết kế như thế nào ạ? Ở đây chủ đầu tư thiết kế phần Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần phòng thờ mọi người nha. Đây là cái một cái phần phòng thờ cũng khá là hợp lý. Riêng tầng 4 này thì chủ đầu tư là lát gạch kích thước là 50-50 và thiết kế là nó gần như kiểu là sàn gỗ ấy mọi người ạ, nhưng mà nó là gạch nha mọi người. Và còn một cái căn phòng riêng nữa. Thì cái thực ra ấy, cái căn phòng này thì có thể chủ đầu tư thiết kế ở đây thì tùy cái mục đích công năng sử dụng của quý khách hàng thôi, có thể làm phòng thờ, có thể làm phòng làm việc, có thể làm phòng để đồ, tùy mọi người, tùy cái nhu cầu sử dụng. Còn ở đây chủ đầu tư cũng đều lắp đặt sẵn ống chờ dây, chờ át, chờ điều hòa rồi. Như vậy với căn nhà này thì nó tổng là 4 phòng ngủ mọi người nha. Tổng có 4 phòng riêng biệt, 3 phòng vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi. Thì đây chính là phần sân phơi cuối cùng của ngôi nhà. Mời mọi người theo em vào phần sân phơi. Đây, phần ngoài đang đứng ở đây là phần sân phơi quý vị ạ. Đó, cũng khá là rộng, chỉnh chu, đầy đủ sổ đỏ, thiết kế hài hòa. Từ vị trí của ngôi nhà thì đi lại rất là thuận tiện, đi ra bến xe rất gần, đi lên trục đường Lê Văn Lương kéo dài, Tố Hữu, Thanh Xuân, nói chung là
Thực ra để mà nói đường Hà Nội thì đi lại trong phạm vi bán kính 10 km nó rất là ok mọi người ạ, rất là gần luôn ý. Thì quý vị anh chị nào muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041414 nha. Mọi người xem video của Ngọc Ánh thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.